Ngày 22 tháng 5, Quỹ ban nhân dân phường Vĩnh Quân, Công an phường phối hợp Công an thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân. Mô hình gồm có 11 hộ gia đình liên kề tham gia. Mỗi hộ được bố trí một công tắc báo cháy ở vị trí phù hợp trong nhà với 3 chuông báo cháy lớn được lắp ngoài đoạn đường nằm trong khu vực tổ liên gia hệ thống công tác báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau khi một hộ nhấn công tác báo cháy tất cả đều nghe mỗi gia đình còn được trang bị một bình chữa cháy sách tay thông qua việc ra mắt mô hình sẽ khuyến khích và đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở khu dân cư trên địa bàn phường vĩnh quân nói chung và tại khu vực tổ liên gia khớm vĩnh chánh ba nói riêng đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra